Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Vạn Thịnh Phát, sự tùy tiện đến mức trơ trẽn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên vào ngày 22 tháng 11 khẳng định rằng nhận hối lộ trong vụ Vạn Thịnh Phát nhưng không vụ lợi sẽ được miễn trách nhiệm hình sự đã khiến cho công luận hết sức bất bình. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại đưa ra một chủ trương được cho là hết sức quái đản đến như vậy? Cụ thể, người đại diện cho cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương Nguyễn Văn Yên nói đại ý rằng đối với người nhận ít không có động cơ, nhận tiền như bồi dưỡng quà, không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc và sẽ không bị xử lý về mặt hình sự nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật đảng và hành chính. Chưa hết, ông Yên còn cho rằng việc xử lý kiểu oái oăm này là thấu tình đạt lý. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bình luận về phát biểu lộng ngôn của Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, người từng là cố vấn cho ban lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Nghệ An trong sa thút, đăng trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề ba vấn đề liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát nhận xét rằng luật pháp ban ra thì rõ ràng không thể tùy tiện theo quan điểm của người xét xử. Đã nhận tiền thì phải có nguyên do, làm sao có thể xác định được nhận tiền mà không có động cơ, không cam kết làm gì có lợi cho bên đưa tiền. Ông Trung Ngọc Anh mấy tháng mà không nhớ túi quà khi chuyển nhà mới phát hiện ra thì làm sao chứng minh được có cam kết hay không. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, cho nên người nhận ít không có động cơ nhận tiền vào dịp lễ Tết như bồi dưỡng, quà, không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về nguyên nhân, hoàn cảnh. Các trường hợp này sẽ không bị xử lý về mặt hình sự nhưng xử lý nghiêm kỷ luật về đảng và hành chính. Không phải có lý do tình là đã vận dụng không đúng luật pháp, đã có tội thì chiếu theo luật mà xử. Tại sao lại không xử lý về mặt hình sự, nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật đảng và hành chính đây? Bộ ba, xe pháo mã Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng và Lê Thanh Hải. Dưới quan sát và công luận thấy rằng, phát biểu của Nguyễn Văn Yên hoàn toàn trái với tinh thần sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kêu gọi và vận động các đảng viên cũng như quần chúng nhân dân thực hiện. Vì sao đã kêu gọi mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nhưng hệ thống chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu thì lại thiếu chí công vô tư đến như vậy? Tại sao tự cho mình cái quyền ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật của quốc gia đến như thế? Tại sao vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan được đánh giá là một vụ án tày đình lớn nhất trong lịch sử, trong thời kỳ mà triều đình của Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị suốt 78 năm. Vậy mà chỉ xem xét trách nhiệm hình sự của các thành viên đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ đối với ngân hàng SCB rõ ràng là không thỏa đáng. Công luận yêu cầu người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời cho nhân dân được rõ có hay không việc hàng loạt quan chức chống tham nhũng đã tự tử chết để bịt đầu mối đây. Đó là những kẻ đã giúp sức và nhận tiền chạy án cho Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, cụ thể như: thứ nhất là vào ngày 19 tháng 11 năm 2022, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận, tức Bảy Thuận, nhảy từ sân thượng xuống để tự tử và chết tại nhà riêng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ông Bảy Thuận từng là trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Thành phố, nơi tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát triển rất nhiều đại dự án. Chỉ hai ngày sau đó là ngày 21 tháng 11 năm 2022, đến lượt Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng nhảy lầu và chết tại chỗ ở trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, số 7 đường Nguyễn Cảnh Trân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Giới thạo tin thì khẳng định ông Hùng đã nhận số tiền chạy án cực lớn từ bà Trương Mỹ Lan và ông Hùng bị bắt buộc phải chết để cứu các đồng chí còn lại đang nằm trong đống rơm còn chưa bị lộ. Chưa hết, vào ngày 4 tháng 3 năm 2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Văn Minh đã treo cổ tự tử tư gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn theo tiết lộ của giới thạo tin, ông Minh được cho là đã giúp bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Chí liên quan đến dự án nghìn tỷ Sài Gòn, Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng. Ông Minh chết để bịt đầu mối cho bà Trương Mỹ Lan. Xin nhắc lại, về bữa tiệc thịt bò dắt vàng đầy tai tiếng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại London, Anh Quốc
vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, mà sau đó Tô Lâm đã bị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỉa mai rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ Vạn Thịnh Phát, vụ tùy tiện đến mức trơ trẽn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm để C03 áp dụng tội danh không nhất quán, tạo điều kiện cho việc chạy án làm giàu. Vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy cơ quan cảnh sát điều tra C03 đã áp dụng các tội danh hoàn toàn khác nhau với cùng một hành vi nhận hối lộ. Nếu so sánh tội danh của các thành viên đoàn thanh tra liên ngành đối với ngân hàng SCB sẽ thấy điều đó. Đây là lỗi cố ý làm trái của cơ quan điều tra C03 của Bộ Công an. Nó sẽ tạo điều kiện cho việc chạy án, một hiện tượng hết sức phổ biến hiện nay ở Việt Nam. Cụ thể, hành vi lũng đoạn hoạt động ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ. Lý do là vì các cơ quan chức năng không kịp thời ngăn chặn, trong đó có trách nhiệm của đoàn thanh niên liên ngành của chính phủ. Bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Được biết, đoàn thanh tra liên ngành bao gồm cơ quan thanh tra, giám sát thuộc ngân hàng nhà nước, thanh tra chính phủ, ủy ban giám sát tài chính quốc gia và kiểm toán ngân hàng nhà nước được thành lập vào tháng 8 năm 2027. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đoàn thanh tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra hoạt động cấp tín dụng kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2014 và thực trạng nợ xấu, kế hoạch tái cơ cấu, các khoản lãi và phí phải thu, đánh giá hoạt động quản trị hội sở chính và 12 chi nhánh của thương mại cổ phần ngân hàng SCB. Căn cứ vào kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra C03, Bộ Công an cho biết đoàn thanh tra ngân hàng SCB nói trên gồm 18 thành viên do bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thuộc ngân hàng nhà nước, làm trưởng đoàn. Tất cả các thành viên trong đoàn đều đã nhận tiền từ ngân hàng SCB để mà thay đổi kết quả thanh tra và che giấu sai phạm của ngân hàng này. Riêng bà Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ bằng tiền mặt với số tiền khủng khiếp lên tới 5,2 triệu đô la. Điều đó đã cho thấy mức độ phạm tội kinh hoàng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, cộng với sự tiếp tay của không ít quan chức cấp cao của chính quyền, đã làm vô hiệu hóa hệ thống pháp lý kiểm soát của nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng. Và đây dường như mới là chỉ phần nổi của một tảng băng chìm. Về chiều sâu của nó, chắc chắn còn rất nhiều ngân hàng và những hoạt động tương tự chưa bị phát hiện. Trở lại về vấn đề, cơ quan cảnh sát điều tra C03 đã xử lý các đối tượng nhận hối lộ trong vụ việc này, rõ ràng đã có biểu hiện thiên vị, thiếu công bằng và không chính trực. Cụ thể, trong đoàn thanh tra liên ngành làm việc với ngân hàng SCB có bà Đỗ Thị Nhàn trong vai trò là trưởng đoàn, và ông Nguyễn Văn Hưng, phó chánh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước. Cả hai vị này cùng nhận tiền của ngân hàng SCB, cùng nhất trí kiến nghị cho SCB được tái cơ cấu, cùng đồng ý đưa SCB ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam cũng là một người rất tài tiếng. Theo kết luận điều tra, đổi lại sự ưu ái của SCB, ông Hưng được biếu quà 390.000 đô la, bà Đỗ Thị Nhàn được biếu tới 5,2 triệu đô la. Ngoài ra, tất cả những thành viên còn lại của đoàn thanh tra này đều được biếu tiền, người nhận ít nhất là 100 triệu, người nhận nhiều nhất là 40.000 đô la. Tuy nhiên, dù 100% thành viên đoàn thanh tra SCB nhận tiền, chỉ có duy nhất bà Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị truy tố với tội danh nhận hối lộ. Những người còn lại chỉ là đề nghị truy tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chưa kể tới trong số có 7 người đã nhận quả hối lộ nhưng lại được cơ quan công an bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm hình sự với lý do chỉ tham gia một phần việc do tổ trưởng giao phó, chủ động khai báo về sai phạm, nộp lại tiền đã nhận và tích cực hợp tác điều tra. Công luận đặt câu hỏi nghi ngờ về sự công bằng và chính trực của Bộ Công an trong việc áp dụng luật không nhất quán. Tại sao cùng hành vi nhận tiền hối lộ của ngân hàng SCB, vậy mà có người bị buộc tội nhận hối lộ, có người chỉ là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ? Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bị cáo là chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu. Quan trọng hơn, vì đám quan tham nhận tiền hối lộ
và tiếp tay cho việc đổi trắng thay đen, khiến cho tình trạng sức khỏe thực sự của ngân hàng SCB giảm sút và dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy lý do gì mà 7 cá nhân vốn là cán bộ của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và Kiểm toán Nhà nước lại được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự? Trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật ở Việt Nam, quy trình điều tra xét xử các vụ án đều áp dụng tiêu chuẩn kép, có nghĩa là hai vụ việc giống nhau được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Điều 16 của Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 sửa đổi đã hiến định rõ ràng như sau: mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Quan trọng hơn, kẽ hở này của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ tạo điều kiện cho việc chạy án. Điều đó đồng nghĩa với việc cổ suý cho hành động nén bạc, đâm toạc tờ giấy, là điều rất nguy hiểm cho xã hội và đất nước Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm để C03 áp dụng tội danh không nhất quán, tạo điều kiện cho việc chạy án làm giàu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.